Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy may mắn. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì các xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Hôm nay Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước khi xây nhà, động thổ, cải tạo, xây cất sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 phải xem mình có phạm phải tuổi đại kỵ không, đó là tam tai, hoang ốc, kim lâu, bởi vì 3 tuổi đại kỵ trên nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ vào hạn tam tai. Nếu gia chủ tuổi 1939 xây nhà và chọn đúng vào năm trùng với hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu không may mắn, vận xui sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay các tai họa không thể lường trước được. Về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Năm 2021, tuổi Kỷ Mão bị phạm kim lâu và tam tai, không bị phạm vào hoang ốc. Vì vậy, gia chủ hãy liên hệ ngay với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc mượn tuổi động thổ, xem ngày động thổ, đổ mái cũng như là việc thiết kế lại bố cục phong thủy sao cho phù hợp với tuổi Kỷ Mão cũng như là những người ở trong gia đình. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên mỗi năm các thiên tinh đáo đến khác nhau gây nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi, xem xét cụ thể như sau. Nam mạng 1939 Kỷ Mão, mệnh đoài kim có 4 hướng tốt: Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí. Còn 4 hướng xấu là Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam độc sát và Nam là ngũ quỷ. Về hướng Tây thì gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì các bạn nên xây. Tuổi Kỷ Mão xây nhà và ở hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét về hướng Tây Nam thì gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm mộ long biến vận sát nên việc xây mới không được cắt lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa xây dựng được cắt lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn về hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Tuổi Kỷ Mão xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ trước khi xây nhà để được may mắn và tài lộc hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được cuộc sống may mắn và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Tân Sửu phạm màu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm Mộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 21 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi 1939 Kỷ Mão nam mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được sinh khí rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí do hình thế loan đầu ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng Bắc thì gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ, năm 2021 sao Nhị Hắc mệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ hướng Tây Nam, tự quái là Khôn, chủ vì tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng bàn hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939. Xét về hướng Đông thì gồm Ba Sơn, Giáp, Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, năm 2021 bị phạm Tam Sát. Tam Sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 xây nhà hướng Đông thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt Mệnh, mà Tuyệt Mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Mão khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Đông rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939. Về hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa những nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa, vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới sửa chữa. Tuổi Kỷ Mão nam mạng, xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đâm tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Cúc thuộc thủy tự quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà ở theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Mão đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách của nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939. Xét về hướng Nam gồm 3 sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Đó là những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm Ngũ Hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Với nam mạng Kỷ Mão sinh năm 1939 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thổ hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành, hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Mão đang ở nhà hướng Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939. Trên đây, Phong Thủy May Mắn đã phân tích cho quý anh chị và các bạn về tuổi Kỷ Mão nam mạng xây nhà và cắt hung luận giải chi tiết từng hướng kèm theo cách hóa giải. Quý anh chị hãy tự tin và làm theo nhé! Còn nếu cần hỗ trợ thì hãy liên hệ ngay với hotline của chương trình để được giải đáp tận tình chi tiết. Tiếp theo chương trình thì ta sẽ xét đến tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 nữ mệnh thuộc người mệnh Cấn Thổ, có 4 hướng tốt: Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Còn 4 hướng xấu đó là Nam Họa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát và Bắc là Ngũ Quỷ. Xét về hướng Đông Bắc thì gồm có 3 sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Tuổi Kỷ Mão xây nhà và ở hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình. Chị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà của có cuộc sống hòa thuận, tài lộc hơn. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm Mộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Kỷ Mão 1939 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được Thiên Y thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để có thể trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thịnh vượng và tài lộc hơn. Xét về hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021, những nhà tọa giáp hướng Canh bị Phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì các bạn nên xây. Tuổi Kỷ Mão xây nhà hướng này thuộc Tây tướng mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tương với là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn đi được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Về hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021, Tân Sửu, Thái Tuế, Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi Phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi 1939 Kỷ Mão nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông tự gọi là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thông quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa, tài lộc hơn. Xét sang hướng Nam có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021, sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh bị Phạm và Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo hồng Phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm, những nhà Phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất là tốt. Người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939 mà nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng bị Phạm vào họa hại là sao Lập Tồn thuộc Thổ hướng Tây Nam tượng với là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939. Về hướng Đông Nam gồm Ba Sơn, Thìn, Tố, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021, Tân Sửu Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, những nhà tọa Tuất hướng Thìn vi phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Tuổi Kỷ Mão 1939 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào Tuyệt mệnh, mà Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Kỷ Mão khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý và đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939. Xét sang hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng đông bao gồm tọa tân hướng ắt, tọa canh hướng giáp bị phạm vào bộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này, cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Tuổi Kỷ Mão, nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tương quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau. Sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Mão đang ở nhà hướng đông rồi thì phải cần có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và sáng ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939. Xét đến hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Với nữ mạng Kỷ Mão 1939 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ bị nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, vào năm 2021, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn, cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Mão đang ở nhà hướng Bắc thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939. Quý vị thân mến, năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành khi nạp âm của thái tuế khắc nạp âm của mộ vận long, tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí gia đình, quan vận sự nghiệp trắc trở, ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ khắc mộ vận thủy, nhâm thìn nạp âm thủy, các sơn giáp, dần, thìn, tốn, tuất, khảm, tân, thân, sửu, quý, khôn, canh, mùi. Năm 2021 không khai sơn lập hướng. Về thái tuế sát, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là sát thượng đẳng lớn nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai, tật ác, nặng thể hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, thái tuế tại phương Đông Bắc, chính vị trí Sửu Chi La Bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Về tam sát, kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với Ba Sơn, Dần, Mão, Thìn, chủ tai họa là sát khí của năm cần kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này, bởi khi phạm vào tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm Tân Sửu những nhà có Sơn, Dần, Mão, Thìn không xây mới, cũng hạn chế tu tạo sửa chữa phương này tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên là sát từ trung cung, khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm có năm không bay về phương Mậu Kỷ tỉ mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Ngũ Hoàng đại sát, Ngũ Hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vần đại hung không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ung tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổng tài quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu Ngũ Hoàng đại sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông, may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch, chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa là đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt trong nhà, giúp những người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài ra, phương pháp trấn trạch chi bảo thì thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ. Sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp mà gia chủ ở nhà không hợp hướng bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh. Ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi Phong thủy May Mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán xây mới sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có 2 hướng cấm kỵ xây mới sửa chữa, đó là Đông Bắc, Đông Nam. Hướng Bắc xây thì đại cát, các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt, xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí, bố cục và nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ ba tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị có được nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống.